Nhà vợ chồng mình xin chào quý các anh chị và các bạn yêu kênh trên cả nước nhé. Hiện tại đầu năm là đang là cái mùa hoa mộc, mộc hương. Thì các bác biết là mộc hương nó rất là thơm, mùi hương rất là dễ chịu nhé. Thì bên em hiện tại đang xuất cái lô mộc đây, mộc choai choai, chiều cao khoảng 1m, 89 phân 1m này. Đấy. Rất là nhiều nhé. Đây là đánh đánh về đây 1.000 cây rồi. Đấy. Mộc tất cả đều là mộc ta các bác nhé, mộc ta hoa vàng. Đây, hiện tại là ra rất là nhiều hoa này. Hôm nay là mấy ngày đang mưa nên là cái mùi hương của nó cũng không được ấy lắm, không được thơm lắm, vì là nó cứ mưa, nước mưa nó vào nó át hết, nó trôi hết cái mùi đi. Đây. Cây rất là khỏe đẹp nhá, bầu chắc chắn này. Để cho các bác cùng xem gốc này. Gốc cây rất là to này. Đấy. Đấy, có một số những cây là nó thoát thân được khoảng độ 15 phân. 15 đến 20 phân các bác nhé. Đây. Đây, ví dụ như cây này. Đây. Cây này thoát thân được khoảng độ 20 phân. Nếu như các bác mà sửa đi. Đây, sửa đi cắt hai cành ở dưới này đi thì nó sẽ thoát lên được khoảng độ 30 35 phân. Thì đấy, thì tùy khi mà các bác mua về các bác chơi, các bác tạo hình, tạo dáng thì các bác tự điều chỉnh. Mùi thơm thoảng rất là dễ chịu nhé các bác nhé. Đây em quay hoa các bác này, nhiều bác cứ bảo là hoa mộc nó phải vàng, hoa mộc ta hoa vàng đúng không? Thì đây quay cho các bác xem. Nó chỉ gọi là hơi vàng vàng thôi. Đấy, vàng vàng mỡ gà này thôi. Đấy. Nhìn trên video các bác có thể thấy là nó giống như màu trắng, thực ra là nó vàng các bác nhé. Đấy. Hoa như thế này là hoa chưa nở hẳn. Nên nó hoa nó vẫn còn màu vàng. Khi mà nó nở bung ra rồi, gần tàn rồi thì nó sẽ bắt đầu nó phai màu dần nhé, chuyển sang màu trắng. Đấy. Chứ không phải là từ lúc nở đến lúc tàn là nó đều màu trắng hết đâu. Nên các bác lưu ý cái vấn đề đấy nhé. Đây, hoa nó chưa nở thì nó hơi vàng vàng. Qua trên điện thoại thì nó hơi khó nhìn màu một tí. Đây, các bác xem đấy, hơi vàng vàng đấy. So với màu trắng ở găng tay của em thì này, đấy, nó khác nhé. Đấy. Số lượng bên em có rất là nhiều, cây rất là đồng đều, giá thành thì hợp lý, xuất cả xỉ cả lẻ các bác nhé. Các bác mua xỉ thì các bác phải đến tận vườn hoặc là em gửi theo các phương tiện vận tải các bác. Còn các bác mua lẻ một vài cây thì các em thể gửi phát đường chuyển phát nhanh nhé. Để tùy vào cái số lượng cây để bên em có cái phương án vận chuyển nó phù hợp cho quý cô bác anh chị và các bạn. Đây. Cây xếp ra rất là đẹp, xếp ra rất đẹp. Đấy, các bác mà có nhu cầu mua mộc ta hoa vàng thì cứ liên hệ với nhà vườn Trọng Minh. Số điện thoại 0348448145 nhé. Để em ra hàng trên toàn quốc luôn. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video nhé. Xin chào, hẹn lại mọi người video lần sau.